Agribank đang ôm khối bất động sản thế chấp hơn 2 triệu tỷ đồng. Xét về nợ xấu, giá trị nợ xấu cuối năm vừa qua của Agribank là 24.553 tỷ đồng, tăng 14%. Thông tin được đăng tải trên tờ nhịp sống thị trường. Báo cáo tài chính riêng lẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho thấy, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của ngân hàng tăng trưởng tốt với mức tăng 11%, đạt 14.502 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 7%, đạt 46.712 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, cho vay khách hàng của Agribank đạt 1.314.197 tỷ đồng, tương đương tăng 8,4% so với đầu năm. Bên cạnh đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cũng được tăng lên 34.023 tỷ từ mức 23.877 tỷ đồng đầu năm 2021 cho thấy Agribank đã tăng thêm 42% bộ đệm dự phòng nợ xấu trong năm vừa qua. Xét về nợ xấu, giá trị nợ xấu cuối năm vừa qua của Agribank là 24.553 tỷ đồng, tăng 14% tương ứng tăng thêm hơn 3.000 tỷ trong năm 2021. Do đó, tỷ lệ nợ xấu dư nợ cho vay cũng đã tăng từ 1,77% lên 1,87%. Tuy nhiên, nhờ tăng dự phòng rủi ro cho vay nên tỷ lệ bao nợ xấu của nhà băng này được cải thiện đáng kể. Hiện con số này ở mức 138%, cao hơn mặt bằng của nhiều ngân hàng thương mại trong cơ cấu cho vay, lớn nhất là cho vay doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và động cơ khác với tỷ trọng 32,59%, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản xếp thứ hai với 25,85%. Bên cạnh đó, Agribank cũng cho vay 96.113 tỷ vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản, chiếm tỷ trọng 7,31%. Đặc biệt, để đảm bảo cho các khoản cho vay, Agribank đã nhận thế chấp cầm cố khối bất động sản trị giá lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng tính đến cuối năm 2021. Hồi đầu năm, giá trị của khối bất động sản cầm cố, thế chấp ở ngân hàng này là 1 triệu 840.466 tỷ đồng.